cả bạn nhỏ hôm nay mình sẽ làm một clip được cái tên là chơi map cái tên của mình nhá. Nhiều muối lắm. Mấy cái cháu mình cầm mồm đi. Xin chào các bạn. Sơn nhờ muối to ấy. Muối hết cho người. Mình chắc cười cái áo ra để cho muối cắn cái áo. Quay quay quay. Thế là chị không phải, chị mở cái gì tí. Ông ăn buổi tối trưa. Nhưng mà cái lúc mà gặp ở cái khác thì ông ăn buổi tối trước. Oh my god. Học kèm thêm. Nhưng khi nước Vi nói học kèm thêm. Không phải. Không. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Một tầng là vệ sinh nam. Không biết ai có nhìn thấy mình không? Mình đang đi y đẹp. Tông Nguyên, có một cái cánh cửa nó đẩy còn ra. Còn đúng cái này thôi mà. Mình ta đi y ơi nha. Lúc khi em quay ở đi lúc khi em chơi ở điện thoại bố đấy. Yêu ơi, em nhắn tin là em là tớ đi ỉa tí. Nhiều lần nó vào nhìn em lắm. Nhưng mà may là Nhìn. Lại nhìn. À đâu? Nào. Nào. Thằng nào vào ấy? Thằng chó chứ thằng gì? Thôi đi hết ra ngoài đi. Đây chợ người nào mà bố thằng quan đi ra ngoài. Hay nhỉ, vui nhỉ. Không cho nghe. Đang xây à, đang xây nhà này. Xin anh bé mà. Không cho nghe. Ủa, giờ mít nó đi mua thạch cho nó ăn rồi. Chợ gì chứ? Mấy bọn này vô duyên đấy nhỉ. Ê, bố này chuyện người lớn, bàn chuyện người lớn, chuyện nhỏ, bàn đi chuyện nhỏ. Mà đây, bọn mình đang làm trò cười mà bọn này vẫn bảo. Còn đúng cái này thôi mà. Ê, làm cái kia ở trên đi. Không, vệ sinh không phải như thế đâu. Là cái gì? Ấy, màu viên gạch. Đặt màu viên gạch. Em biết rồi. Kim cương. Điền. Bé thằng ấy ra ngoài đi. Đi về tắm đi. Bấn nè. Đi nữa em về tắm yêu. Giờ này bảo bố qua về tắm đi. Qua về tắm đi. Tao đang nghĩ. Đi. Tận một bờ lúc. Mà nó dàn cả một bài nha. Đúng rồi. Thử đi ra kia rồi. Được. Như đây là nhà vệ sinh rồi. Đây là vệ sinh nam.
sao vệ sinh nam lại mà hồng được? Vãi nhìn thì người vô duyên bà. Đóng đóng cửa bà đi. Thằng lợn đâu? Lợn đây! À... để không... không, anh không giận mà chắc. Ui, mình... không đủ rồi. Tận bà lốc không? Không đủ người rồi. Tạm vậy. Nhất! Đâu? Đủ, không đủ, đủ rồi. Không đủ rồi, phải có nhiều vệ sinh chứ. Vãi! Vãi gì? Okay. Ê, hai nhà ngắm nhìn nhau đi vệ sinh. Thằng vô duyên. Ê, đâm đi đi mà thằng ấy muốn sao? Điều không, em sẽ đặt một cái kính để cho nó trò chuyện ở đây. Oh my god. Đừng đi. Cái gì đây? Mất tay không ngó được. Tạp cái màn hình. Đâu? Một phút thôi. Một phút là 2 giây. 2 giây là lên. Lên kiếm, ngay. Kiếm Dubai. Đu bừa bại. Ê, làm một cái hồ đi. Đâu rồi? Đó. Hay là ở đây nhiều cái trộm mất, hay là một cái đóng cái đinh đi. Anh âm mới biết. Dẫn trời xuống là cái gì? Để. Không ý được à? Không. Phiên bản bây giờ phiên bản mới này ị được. Nhưng mà phiên bản cũ kia cũng đi ị được mà. Ai da, toàn muối. Nó đốt lên cái cầm bóng rồi. Nó đốt hết cả người em. Ăn gì ấy? Anh cứ đóng cửa vào thằng kia. Đã mập rồi chứ. Nó vẫn ăn. Okay. Ăn như lợn. Đây. Ê, đũa thằng lợn thật. Có công nhận không? Hai anh em đấy. Anh có biết Phong cần yêu ai? Sammy. Hey mẹ Sammy yêu ai? Caron. Sai. Ờ đúng rồi. Hey Mr. Việt. Camui. Anh xin dỗ. Hả? Anh xin dỗ. Timmy. Ê, vải đốt. Xin đi kìa. Chắc vợ hồng. Rồi nha. Thôi. Hết. Đây. Thôi kìa.